Rồi con đi ra đi, con đi ra đi rồi ba đi theo con. Hả? Đứng đây. Có cá đó. Có còn cá không Long? Rồi, có một cái mà giao ra đây. Trời ơi, nó đổ rồi. Ồ, cá nhiều quá kìa, cá nhiều quá kìa. Đó đó. Đó. Quá nhiều cá luôn, một đàn cá luôn. Kìa cá, cá quá trời luôn kìa. Ơi, cá ơi cá à, cho tôi biết những cá ăn cho tôi ăn. Cá mọi người nghe cá ăn. À, mày muốn mình câu cá ở đây. Tại đây. Mày nó cá đằng kia. Ê, mày đâu? Đây là mua cái bịch cá cho mẹ ăn. Cái đâu có con nào đâu. Nè, hồ bên này một bầy cá này không ai cho ăn hết trơn. Đó thức ăn kìa, không mua cho nó ăn. Bỏ 5 mất bán ra là nó ăn, không có ai cho. 5 ngàn không đủ con. Cẩn thận nha Long, Long cẩn thận con. Long rồi đi Long rồi. Hả? Đi chơi. Bắt chung cái chép hả? Không có ai chép được. Nó ai vậy tôi không? Đó, nó quẩn. Rồi, đi theo chú kìa. Cái này đừng có chụp hình, chụp hình đây nha, rớt. Được, mua cái mới. Cam ăn. Lấy hết nó chơi mới được. Ngay đây Long ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đúng rồi. Phải không mà? Giờ là chiếc cờ ập tết, lo quá. Đường này Long ơi, đây nè con, ra đây. Khoan, đợi chú Đồng đi. Đúng rồi, cung đình Huế. Con muốn làm vua bao cho con mặc áo hoàng bào. Bướm kìa, phải không? Thì con muốn làm vua. Chút xíu vô trong đi rồi ba cho con mặc đồ. Ngủ ngon vậy, ngủ có con nữ quạt.